Một tin vui với nông sản Việt Nam, hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang đã được sàn thương mại điện tử Vỏ Sò xuất khẩu đến Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, phục vụ người tiêu dùng và bà con kiều bào châu Âu. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU qua mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới trên nền tảng của Việt Nam và do người Việt Nam vận hành. Người mua hàng có thể truy cập vào gian hàng Vỏ Sò Global để tìm mua những sản phẩm chất lượng có xuất xứ Việt Nam. Sau khi sản phẩm được lên đơn, chỉ mất từ 4 đến 5 ngày là người tiêu dùng châu Âu sẽ được giao hàng tận nhà. Việc đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả khi nhu cầu sử dụng nông sản quê hương của kiều bào tại châu Âu là rất lớn. Thời gian tới, Vỏ Sò sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số triển khai xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng khác ra thị trường thế giới. Mục tiêu không chỉ là nông sản địa phương mà còn là các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh như là thủ công mỹ nghệ hay các sản phẩm nông lâm thủy sản khác.